quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành, tôi mệt mỏi khi phải làm giám khảo cùng Harry Won. Đàn ông hơn nhau ở cái đầu chứ không phải hơn nhau cái bụng, Trấn Thành nói. Mới đây, chương trình Siêu Tài Năng Nhí đã lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Trấn Thành nói thẳng với Harry Won, đàn ông hơn nhau ở cái đầu. Như thường lệ, mở màn chương trình là phần giới thiệu và xuất hiện của giám khảo khách mời bí mật, bên cạnh hai giám khảo quen thuộc Trấn Thành, Harry. Ngay khi MC Yu Lê chuẩn bị giới thiệu giám khảo khách mời, Trấn Thành đã tỏ ra ngao ngán và đề nghị. Tôi đề nghị chương trình mời đến đây một giám khảo nào hiểu tôi một chút. Tôi mệt mỏi khi phải làm giám khảo cùng Harry Won. Ngồi cạnh Harry Won lắm rồi, tôi muốn kiếm một người giám khảo nào tử tế thấu hiểu tôi, dù chỉ một chút cũng được. Được biết, suốt từ đầu chương trình tới giờ, Trấn Thành phải liên tục giải thích chữ nghĩa, chỉnh lại phát ngôn và dịch lại tiếng Việt cho Harry hiểu, nên anh cảm thấy khá mệt mỏi. Harry thấy Trấn Thành tỏ thái độ liền ăn miếng trả miếng, lại bằng cách xoáy vào nhược điểm của chồng cô nói, Trấn Thành muốn tìm một giám khảo hiểu anh ấy, còn tôi lại muốn kiếm một giám khảo trẻ đẹp trai sáu múi. Tôi phát chán vì cuộc đời tôi lúc nào cũng gắn với một múi rồi. Harry Won tưởng Trấn Thành sẽ xấu hổ trước câu nói của mình, nhưng anh cười khẩy, chỉ lên đầu và nói thẳng với cô, sáu múi đâu có bằng vựa múi, não bộ. Đàn ông hơn nhau ở cái đầu chứ không phải hơn nhau cái bụng. Phát ngôn này khiến Harry Won chỉ biết im lặng, không nói được gì nữa. Đôi vợ chồng Trấn Thành công kích nhau xong, Gil Lê mới giới thiệu dàn khách mời của tuần này. Đó là ca sĩ Trọng Hiếu. Vừa bước ra, Trọng Hiếu đã lễ phép chào hỏi. Tôi xin chào mọi người, xin chào Harry, chào Gil Lê và chào anh Trấn Thành. Ngay lập tức, anh bị Trấn Thành bắt bẻ. Tại sao bạn chào tôi bằng anh Trấn Thành, còn chào vợ tôi là Harry Won không? Trong khi bà ấy già hơn tôi 2 tuổi liền. Trọng Hiếu ấp úng. Vì tôi làm việc với Harry Won nhiều, nên Harry Won hiểu tôi rất rõ. Trấn Thành nghe vậy liền nói đầy ẩn ý, đúng rồi, chỉ có tôi là chưa hiểu lắm thôi. Harry Won gặp tình huống khó xử, Trấn Thành lao vào ứng cứu. Ấn tượng nhất trong chương trình phải kể đến sự xuất hiện của thí sinh nhí Du Thư Kỳ với tài năng tạo dáng uốn dẻo ở nhiều hình thể khác nhau. Sau khi xem Du Thư Kỳ trình diễn xong, Trấn Thành liền yêu cầu Harry phải thực hiện thử thách tương tự thí sinh nhí để kiểm chứng độ khó của nó. Theo đó, giữa sân khấu là một trục xoay có thiết kế những vật cản. Người trình diễn sẽ phải tự chọn một kiểu tạo dáng phù hợp nhất để đảm bảo tiêu chí vừa đẹp vừa không chạm vào khung của vật cản. Trên nền nhạc sôi động, Harry Won dễ dàng vượt qua những vật cản trở đầu tiên với biểu cảm khá thần thái. Tuy nhiên, cô lại gặp khó khăn ở vật cản thứ ba. Vì đang diện váy ngắn nên Harry không dám tạo dáng khó, sợ lộ hàng, cô nói. Tôi đang mặc váy ngắn nên không thể tạo dáng theo vật cản kia được. Trấn Thành ngồi dưới nhanh chóng nhận ra tình huống khó xử của Harry Won gặp phải, lập tức lao lên sân khấu như một cơn gió để thực hiện thay. Anh thậm chí còn chấp nhận tạo dáng kỳ quặc xấu xí gây cười để lấy sự chú ý của mọi người. Sau hành động này, Trấn Thành nhận được nhiều khen ngợi từ phía khán giả.